Mến chào tất cả các bạn đã đến với kênh của Boykin TV các bạn. Thì tiếp tục video hôm nay em sẽ quay và cập nhật giá cà tím dài cho quý anh chị và các bạn cùng tham khảo giá cà ở cồn Châu Ma Hồng Ngự Đồng Tháp các bạn. Thì quý anh chị và các bạn nào có trồng cà hay là có quan tâm đến giá cà tím hàng ngày thì cũng vui lòng nhấn đăng ký, nhấn chuông thông báo để xem video mới nhất về tình hình giá cà tím trên kênh của Boykin TV các bạn. Thì quý anh chị và các bạn nào có bán cà hay là có biết giá cà ở đâu thì cũng vui lòng bình luận bên dưới video để mọi người xem video sau có thể biết và tham khảo giá từng nơi nha các bạn. Thì hàng ngày kênh Boykin TV cũng quay và cập nhật giá một số giá nông sản ở cồn Châu Ma Hồng Ngự Đồng Tháp để mọi người cùng tham khảo. Thì quay lại tình hình giá cà tím dài hôm nay là ngày 27 tháng 7 năm 2021, thì thương lái mua cà tại cồn Châu Ma Hồng Ngự Đồng Tháp với giá dao động tầm khoảng từ 6.000 đến 9.000 đồng trên ký đối với cà như trên hình quý anh chị và các bạn đang xem ha. Nắm cà của ông anh chưa của mình trên video quý anh chị và các bạn đang xem đó. Thì ông anh đang bán với giá là 8.000 đồng trên ký các bạn. Là cà của ông anh là cà giả các bạn. Còn cà tơ thì giá khác, giá cao hơn 10.000 đối với cà tơ. Thì em chỉ quay và cập nhật giá ở khu vực cồn Châu Ma Hồng Ngự Đồng Tháp để cho mọi người cùng xem và tham khảo giá ở đây các bạn. Bữa nay nhiều ký không đấy? Là một số nhiều ký. Giờ em sẽ hỏi trực tiếp của ông anh ở cồn Châu Ma Hồng Ngự Đồng Tháp để mọi người tham khảo luôn. Hỏi nhiều ký. Giá tiền nhiêu má? Trái cũng có lý quá. Trái không thấy có lý quá. Thấy không? Quá hay quá. Bữa nay bán nhiêu ký rồi? 8.000. Trồng sao bẻ hoài hay quá. Đế này quá hay quá. Quá hay. Ghê tại chị không đó chứ đâu mà hả anh, đúng không? Ông mặn đắt ông mà nhờ thuộc cho được cái gì phải cứ mấy trăm gì? Đồ, im trời im không lỡ hỏi mà trang giật tư không biết hai ngày bán ngữ hả? Hai ngày mẹ gì có bốn ngày hả? Dạ to được hai ngày căng cho thịnh hay gì? Bà nội bà này đem ra Sài Gòn bán mới đã đi được không? Thì mấy ảnh cũng đi được hả? À, mấy ảnh đi xét nghiệm đó. Cà già. Cái này cây nó già thôi chứ trái nó cũng đâu có già đâu. Phải không? Già luôn chứ. Già luôn hả? Một lần trái cây dài không hả? Cái bành không giờ. Để lúc chút không nè. Anh lầm từ hồ đờ. Trồng tới giờ biết nhiêu nó rồi trời. Anh lụm từ chồng bây giờ biết nhiêu nữa rồi. Biết nhiêu không à? Lại bà Trang rồi biết liền. Em biết liền rồi. Mấy chục thôi á. Lấy Trang này. Ôi cha. Hắn muốn gì thôi. Cái này thôi, bình thôi. Thuốc chẹo mà dám thích ha. Bình thuốc chẹo hả? Ba bình. Ba bình hả? Trịnh cử nè, ba bình nè. Thôi để đây nè. 8.000. Thôi. Đi về tránh ăn nướng ăn bậy nó. Cũng thật. TV phim mà cũng có quà nữa không nội. Thì già này cũng hơi già các bạn ơi. Bà kệ thì 22. Cái này dễ ăn. Không sắp không được, không bảo. Đây. Không. Cứ 200-300 hả? Dọc hoài mà mới lại thành tàu. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video và chúc tất cả các bạn ngày mới thật nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc trong cuộc sống các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.